Làm nhanh đẹp hơn này. 1, 2, quật lên, quật xuống. 1, 2, quật lên, quật xuống. Đó, nhìn nó đáng hơn không? Đó, lại này. 1, 2, quật lên, và quật xuống. Mình làm chậm nữa nha, chỗ này đẹp rồi. Biết là các bạn đang thấy đẹp rồi. Làm chậm cho các bạn xem này. Chào mừng bạn đã trở lại với kênh Tinh Hoa Phẫu Thuật. Và với bài Côn Nhị Khúc ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài Côn Nhị Khúc căn bản tiếp theo. Hôm trước chúng ta đã khởi động Côn Nhị Khúc rồi nè. Chúng ta đảo côn rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ đến một cái đòn, đó là chúng ta cuộn côn nha. Các bạn chú ý nhé. Đòn cuộn côn nó cực kỳ quan trọng trong tất cả các đòn đánh Côn Nhị Khúc. Mà thiếu cái cuộn côn thì có như là nó nhìn nó làm sao, nó bị đơ đơ ấy. Nó thiếu cái sự ảo diệu và thiếu cái sự sao nhỉ, gọi là nghệ thuật đúng không? Cho nên hôm nay xin mời các bạn đến với một số cái đòn cuộn côn kết hợp khi mà đảo côn. Rồi, mời các bạn đón xem. Kỹ thuật như thế nào chúng ta đảo côn là giống như cái bài khởi động các bạn đã tập nha. Còn các bạn chưa tập thì các bạn xem lại bài khởi động nhá. Mà còn nếu mà chưa tập nữa mà không thèm coi nữa thì thôi, tôi tập bây giờ luôn này. Các bạn quay này, tập quay tại chỗ. Đây các bạn tập quay ngược lên, rồi quay xuôi xuống nhá. Ôn lại một xíu này. Quay xuôi xuống khoảng 10 vòng nhá. Còn các bạn rảnh quá không gì làm thì cứ làm 100 vòng chạy sao, nói gì đâu. Rồi các bạn xoay bên này, bên trái, rồi bên phải, chúng tập cả hai bên nhá. Bên trái luôn nó bị không thuận bằng bên phải. Rồi các bạn chú ý, xoay xong. Bây giờ chúng ta xoay lên này. Cuộn lên một vòng, chặn lên. Đó, được chưa? Giờ bạn tập cuộn này, cuộn lên một vòng, chặn thủ lên. Cái bài thủ này bài trước mình đã làm, các bạn chú ý coi bài trước nhá. Rồi các bạn cuộn một vòng, kẹp xuống. Đó, chúng ta kết hợp thế này. Hôm trước là như thế nào? Hôm trước là như vậy. Chặn, chặn kẹp, chặn kẹp, hoặc là chặn kẹp, đúng không? Nó không có cái cuộn. Hôm nay chúng ta thêm một cái cuộn đó, mở ra cuộn một vòng, đưa lên, cuộn một vòng, đưa xuống. Đó, làm nhanh hơn nhìn nó đẹp lắm. Cuộn xuống, lên và xuống. Lên và xuống. Để yên một tay, một lên này, xuống này. Lên, xuống. Lên, xuống. Đây mình đánh khúc ngang cho các bạn xem này. Lên, xuống, đúng không? Lên, xuống. Lên, xuống. Đó, hoặc là kẹp tay vô. Lên, xuống. Đó, các bạn nhìn thấy nó hơi ảo đúng không? Chỉ cần thêm một cái cuộn thôi, nó đã khác rồi nha. Bên trái các bạn cũng làm thế. Này, cuộn lên một vòng, chặn này, kẹp xuống. Lên một vòng, kẹp xuống. Đó, các bạn chú ý nha, các bạn cuộn lên này. Rồi cuộn xuống, cuộn lên, cuộn xuống, cuộn lên và cuộn xuống. Đó, thêm một cái cuộn thôi nó khác. Các bạn làm nhanh dần, đảo nhanh dần. Cứ đứng như vậy, các bạn cuộn lên, chặn, cuộn xuống, cuộn lên, cuộn xuống, cuộn lên, cuộn xuống, cuộn lên, cuộn xuống. Đó, hay lắm. Rồi bên này các bạn làm thế nhá. Hôm nay các bạn chú ý làm cuộn lên và cuộn xuống, lên. Rồi các bạn có thể cuộn hai vòng này, cuộn này. 1 2 chặn, cuộn xuống 1 2 xuống. Lên 1 2 xuống nè, 1 2 lên 1 2 xuống, 1 2 lên 1 2 xuống, 1 2 lên 1 2 xuống. Đó, các bạn làm, các bạn phải bị cái gì đó các bạn, đó là các bạn dễ bị thương ở cái chỗ nào, cái chỗ là các bạn cái đầu của cái trong suy nghĩ của bạn ấy là các bạn đang nghĩ là cuộn hai vòng, nhưng mà cái miệng của bạn lại đọc một vòng hay là nó ngược chiều, hai cái nó không khớp nhau và tay các bạn không khớp thì nó sẽ rất là dễ đánh một cú chỏ nha. Các bạn phải ngồi tập trung hết sức. Nghĩ hai vòng lên 1 2 lên 1 2 xuống nha, chứ không cái tay bạn đánh khác, đầu bạn đánh khác là nó vào bị thương. 1 2 lên xuống lên xuống. Đó, các bạn làm chậm thôi nha, đó là hai vòng làm quen. Lên xuống hai vòng, lên xuống, được chưa? 10 vòng cũng được không sao. Nhưng mà thôi, hai vòng ba vòng là đủ rồi, đừng có làm nhiều quá, nó hết chỗ rồi nha. Sau khi các bạn quen xong, xin lỗi, các bạn cuộn xong, rồi chúng ta kết hợp vào cái đòn loan này.
Đây là những cái đòn căn bản cho những người chúng ta có thể các bạn tự tập tại nhà. Các bạn mua một cái côn thôi là các bạn đủ tập. Hoặc các bạn có năng khiếu, có tài xíu, các bạn chế được cái côn thì càng tốt, đỡ phải mua nhá. Rồi đó, tiếp theo các bạn loan côn xong các bạn chặn này. Các bạn loan nhá, loan số 8 này. Loan, chặn, cuộn một vòng. Các bạn chú ý là kết hợp hai cái cuộn vào này. Loan, chặn, cuộn lên, cuộn xuống. Được chưa? Này, thủ. Loan một vòng, chặn, cuộn lên và cuộn xuống. Được chưa? Thủ. Loan một vòng, chặn, cuộn lên, cuộn xuống. Đó, các bạn thể đa dạng linh hoạt cái chỗ đó. Hoặc là loan hai vòng, 1, 2, chặn, cuộn lên, cuộn xuống, hai vòng. Được chưa? Lại đây nhỉ. Loan hai vòng, chặn, cuộn lên, cuộn xuống. Đó, các bạn thấy nó hơi ảo đúng không? Đây là những thế căn bản để các bạn có thể linh hoạt tập nhá. Rồi loan này, chặn này, loan, chặn, cuộn lên và cuộn xuống. Đó, chặn, loan, chặn, cuộn lên và cuộn xuống. Đó, nó đơn giản lắm. Nói chung là vô địa khúc những quanh quẩn những cái đòn nó. Rồi các bạn có thể chế thêm nha. Rồi, đòn đầu tiên là các bạn quay ngược này. Các bạn cuốn, loan cuốn ngược nhá. Loan ngược này, loan ngược 1, 2, cuộn một vòng, cuộn một vòng. Lại nhá, nhìn này. Cuộn này, loan ngược 1, 2, cuộn một vòng một bên, chặn, cuộn một vòng xuống. Người làm nhanh đẹp hơn này. 1, 2, cuộn lên, cuộn xuống. 1, 2, cuộn lên, cuộn xuống. Đó, nhìn nó đã hơn không? Đó, lại này. 1, 2, cuộn lên và cuộn xuống. Mình làm chậm lại nha, chỗ này đẹp này, biết là các bạn đang thấy đẹp rồi. Làm chậm cho các bạn xem này. Loan ngược 1, 2, quay bên này, cuộn một vòng lên và cuộn một vòng xuống. Đó, kết hợp cái cuộn hồi nãy mình đã chỉ cho các bạn này. Đây này, loan này, 1, 2, cuộn một vòng lên, cuộn một vòng xuống. Đẹp nhá. Đó, mình làm bên này cho các bạn xem nha. Đẹp lắm đó, mình thấy thích rồi. Chúng là 1, 2, cuộn lên, xuống. 1, 2, cuộn lên, cuộn xuống. Rồi mình làm chậm. 1, 2, cuộn một vòng lên, cuộn một vòng xuống. Đó, những động tác này mình chỉ cho các bạn đó. Cuộn lên, cuộn xuống hay lắm. Nếu mà trong khi múa côn thì khúc á, mà các bạn không có cuộn này, đây là không cuộn này, các bạn đơ đơ không à, nó cũng đẹp rồi nhưng mà nó không, nó nhìn nó cứng lắm, nhìn nó khô lắm. Đây chúng ta kết hợp thêm cái cuộn hay hơn nhiều. Rồi một cái cuộn nữa trong cái đòn đảo này, đảo côn này, đảo côn mà chúng ta cuộn này, đây là đảo không cuộn, đây là chúng ta đảo không cuộn nha. Rồi đảo cuộn là sao? Cuộn một vòng lên này, đây là đảo cuộn, các bạn thấy nó khác không, đẹp hơn không? À, cuộn một vòng nó mới đảo đúng không? Này này, đó đẹp hơn. Đẹp hơn chỗ nào? Đây, cái tay dưới các bạn vừa chụp đúng không? Các bạn cuộn một vòng nó mới đưa lên. Cuộn một vòng, đưa lên. Nhá. Rồi chuyển qua là cuộn một vòng đưa lên này. Cuộn một vòng, đưa lên. Đó, làm lại này. Cuộn một vòng, đưa lên nhá. Thì nó sẽ đẹp hơn và nó mềm dẻo hơn. Đây, nhìn nó mềm hơn. Mềm hơn này, các bạn chuyển này, chuyển này, chuyển này, chuyển này, chuyển. Đúng không? Đó nhìn đẹp hơn. Đó, rồi. 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 Đó. Chuyển, 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 chuyển. Chuyện đó các bạn nhớ so sánh nhé, các bạn nhìn cho kỹ nhé. Đảo không không cuộn, nhìn nó khô, nó cứng ngắc ha. Rồi cuộn một vòng lên, cuộn vòng lên, cuộn vòng lên, cuộn vòng lên, cuộn vòng lên. Đó các bạn cứ làm nhiều nó sẽ nhuyễn thôi, không có gì khó cả. Miễn là các bạn cố gắng tập từng tí từng tí một, mỗi ngày các bạn không tập hết một bài được thì các bạn tập nửa bài, tập một xíu thôi. Nói chung là các bạn cần thuần thục nhiều kỹ thuật thì chúng ta mới tinh thông được nhiều cái hay nhé. Rồi còn cái gì nữa ta? Đây là đảo đúng không? Rồi một kiểu đảo nữa là chúng ta kẹp nách. Kẹp, đây là trong bài trước mà đã làm động tác kẹp. Kẹp. Rồi bây giờ chúng ta đảo, cuộn một vòng, đưa qua đẹp hơn liền. Này, đảo không, này đảo không cuộn. Đảo không cuộn. Đảo không cuộn. Đảo không cuộn. Đó, rồi giờ đảo cuộn này. Cuộn một vòng. Này, đảo cuộn này, nhìn nhá. Cuộn một vòng, kẹp xuống. Cuộn một vòng, kẹp xuống. Cuộn một vòng, kẹp xuống, cuộn một vòng, kẹp xuống, đó, ngon hơn đúng không? Nhìn ngon phết, đán được mấy cái này không ghê rồi, các bạn chú ý nhé. Này, làm nhanh nhận. Đó, nhanh nhận. Nhanh nhận, đó. Thì bài hôm nay mình sẽ tập trung vào cái gọi là bài cuộn nhé. Cuộn côn lên xuống, chúng ta có thể áp dụng vào rất là nhiều bài để các bạn tập. Và các bạn nhớ nhé, các bạn mà chưa tập cái clip cũ thì các bạn mở clip cũ lên các bạn tập. Mình sẽ đang làm từ căn bản đến nâng cao cho các bạn dễ tập nhé. Đừng bỏ sót clip nào
nhé, coi. Và các bạn thấy hay, các bạn bấm nút đăng ký là để ủng hộ cho mình cũng như là kênh YouTube Tinh Hoa Phẫu Thuật ngày càng phát triển hơn. Và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Tạm biệt.